kéo con lươn cho các bác. Hôm nay rảnh rảnh trời mưa nên không làm gì nên là đi câu cho vui. Được nha các bác. Con này có tầm gần một lạng nha. Mời tìm thấy hang các bác. Ăn luôn nha. Má tưởng to lắm. Nhỏ. Tạm được. Các bác ơi, em đang kéo con lươn nha. Con này cỡ phải 8 lạng. Lựa hoa. Tạm làm thật cái gì. Nhanh. Đúng bằng nhẹ đi. Ôi. Coi kìa, đừng ra chứ. Phê quá. Thế này. Ui trời ơi, phê quá. Cột áo cột lại đã. Khoan, hình như là... Ui trời ơi. Phê chưa anh mất em. Mất vẻ quần lửa. Ghê không. Con này phải cỡ rồi hơn 3 lạng. Gần 4 lạng. Ôi tay về tay người 80 cân rồi ri luôn. Thế mà bác ôi trời ơi. Hả? Giờ lên cho luôn con. Giờ chảy nhá. Thế mà bác ôi trời đấy ơi. Hôm nay lại có phê rồi. Ôi trời. Lần đầu tiên câu con lươn đi. Mẹ đụng thụt lên thụt xuống mà thôi. Phê không? Đà thật. Ừ, sợ nhá anh. Ừ. Lần đầu tiên luôn. Ô anh em chào cơ lên để chụp anh. Đây là mẹ Thành phần đi đào chuột đây. Hám hộ đây. Wow, quay rồi lờ. Ôi, cắt đi ta đi. Gọi chuột trên này. Đeo phải video. Mơ. Đến khi mà tự dân. Đó rồi, quân đi huấn đạt nổi tiếng. Các bạn Nó còn. Đã nổ mô đó. Đây đi. Đã nổ nó đây đó. Chạy đi. Quân để các bạn đó. Mình cần đặt một kén kìa. Chim hoàng đế. Đây là con nổ nè. Đây chưa thấy chưa nhớ. Đây lăng linh à. Lũ những con này đã muốn mình. Bơi đá thì được, nhục huấn bơi đá. Ơ, chụp gì? Mạch đá bơi kích chứ. Thì tạc thấy à. Thế lý đủ ra. Thế rồi, tạc kết rồi. Thế rồi, thế rồi. Đó bên nơi huấn. Đây, mà này. Lo. Nè, lo. Đi bằng bên nơi. Ôi,
Cả miệng thôi. Thôi ba miệng thôi. Thôi. Rồi kho cũng còn nồi kho chứ phải.